Các bạn thân mến, nối tiếp video về biển số đẹp hôm trước mà mình đã xuất bản Thì hôm nay mình sẽ làm clip nói về hết thời chơi biển số đẹp Dân chơi chuyển qua săn số khung số máy đẹp Với những người đam mê, sưu tầm thì họ không chỉ thích săn uh, biển số xe đẹp Mà họ còn rất thích xe mà có số máy, số khung đẹp Nếu mà số khung số máy mà tứ quý hay ngũ quý thì đó cũng là một trong những thú chơi mới nổi gần đây và cái việc mà xe có số khung số máy đẹp như vậy á thì chắc chắn là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi lực uh, biển số định danh như uh, luật thông tư 24 biển số định danh vừa mới thông qua hồi tháng 8 năm 2023 đó quý vị như vậy thì uh, sau khi biển số định danh được áp dụng thì nhiều chiếc xe bây giờ có biển số đẹp sẽ không thể chuyển nhượng được nữa. Như vậy thì bán chiếc xe có biển số đẹp không còn ý nghĩa gì nữa tại vì mua xe thì biển số đẹp sẽ được thu hồi về cho chủ cũ. Như vậy là biển số đẹp bây giờ chỉ còn chờ đến ngày mà à, dự thảo à, được đề xuất à, đấu giá biển số đẹp thôi. Như vậy thì chúng ta trong lúc chờ đấu giá biển số đẹp thì cái việc mà chúng ta sưu tầm cái số khung số máy đẹp trên chiếc xe là rất cần thiết và cấp bách yes. và theo kinh nghiệm cái thầy trọng nghiên cứu được á, thì á, các diễn đàn hội nhóm bây giờ người ta đang ráo riết săn những chiếc xe có số khung số máy đẹp và nếu mà các bạn để ý á, thì thường á, những chiếc xe mà có số khung số máy đẹp á, trên thị trường thì nó rất là ít vì khi mà người ta sản xuất ra một dòng xe ví dụ như sản xuất ra một dòng xe SH đi thì khi mà số khung đẹp thì uh, số máy nó lại không đẹp hoặc là số máy đẹp thì số khung nó lại không đẹp như vậy thì cái việc mà biển số đẹp nó cũng là một cái gì đó rất là đáng chơi tuy nhiên thì nếu chiếc xe mà có biển số đẹp mà lại có số khung số máy đẹp nữa thì nó là có giá trị liên thành nha quý vị à như vậy thì bây giờ mà chúng ta săn biển số đẹp là một chuyện chúng ta đấu giá nó rồi sau đó chúng ta gắn vào chiếc xe mà có số khung số máy đẹp nữa thì nó có một cái giá trị rất là lớn và rất là tuyệt vời luôn quý vị ơi như vậy thì uh, clip này mà mọi người mà uh, thấy là cái việc mà xe mà có số khung số máy đẹp ừ, rồi sau đó chúng ta mua chúng ta đem về chúng ta chờ đến ngày đề xuất đấu giá biển số xe máy xe mô tô được thông qua thì chúng ta gắn cái biển số đó vào chiếc xe có số khung số máy đẹp thì nó quả là một cái sản phẩm mà được gọi là phiên bản siêu giới hạn luôn tại vì chiếc xe mà có số khung số máy đẹp á thì thường trên thị trường á theo thầy trọng à, nghiên cứu được thì à, những chiếc xe mà sản xuất từ châu âu hoặc là nhật bản thì số khung đẹp thì số máy lại không đẹp uhm, và ngược lại còn thị trường Thái Lan các bạn ha, thị trường Thái Lan thì chiếc xe mà có số khung đẹp thì số máy nó cũng đẹp luôn, ví dụ người ta dập số khung số máy nó nó giống nhau quý vị. Ví dụ như tứ quý của số khung thì nó là tứ quý của số máy luôn. Đó, ngũ quý cũng vậy, ngũ quý của số khung thì ngũ quý của số máy luôn. Cho nên ngay tại thời điểm bây giờ ha, cũng đã là tháng 10 năm 2024 rồi. Chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là cái luật đấu giá biển số được thông qua thì chúng ta gắn cái biển số chúng ta đấu giá qua chiếc xe mà chúng ta mua về chờ sẵn để chúng ta đấu giá biển số chúng ta gắn qua luôn thì nó là một cái điều thật là tuyệt vời và chiếc xe như vậy trên thị trường thì không có nhiều để quý vị có thể sở hữu cho nên là cái việc mà chúng ta sở hữu những chiếc xe có số khung số máy đẹp cũng là một cái gì đó nó thật là tuyệt vời ha các bạn ha cho nên á ai mà sở hữu được những chiếc xe có số khung số máy trùng nhau À, đơn cử như là dòng xe Dream Thái, quay Thái, Honda A Black Thái à, Vẫn rất được ưa chuộng tại Việt Nam nha quý vị Và một à, chiếc xe có số khung số máy đẹp Thì được gọi là phải có thuộc dạng tứ quý, ngũ quý Hoặc là sảnh tiến, bốn nước hoặc tam hoa trở lên Những chiếc xe nhập Thái vốn dĩ rất hiếm trên thị trường Một số dòng xe đã ngừng sản xuất từ lâu nữa quý vị Nên việc sưu tầm mua được những chiếc xe có số khung số máy đẹp không hề dễ dàng chính vì thế khi sưu tập được thì xe thường rất quý và có giá đắt đỏ nha quý vị thì hiện tại thì trong bộ sưu tập của nhiều anh em trên những cái diễn đàn thì anh, mấy anh chia sẻ thì nếu mà tính một chiếc xe mà có số khung số máy đẹp thì có giá trị đã cao rồi mà chờ cái biển số định danh mà khi mà chúng ta đấu giá được cái gì chúng ta gắn vào những chiếc xe đó nữa thì nó có giá trị liên thành luôn quý vị ơi à, nó có thể lên tới hàng tỷ đồng và chúng ta nên nhớ là chúng ta bán một chiếc xe mà có cái số khung số máy cộng với biển số đẹp như vậy cho người khác, nhượng lại cho người khác thì một cái giá nó phải rất là cao tại vì nó rất là hiếm, nó hiếm hơn nhiều so với chiếc xe có biển số đẹp. Cho nên á là chúng ta nên săn từ bây giờ và uh, những chiếc xe mà đến từ Thái Lan thì thường có số máy số khung trùng nhau. Cho nên á mọi người nhớ chú ý săn những chiếc xe như vậy còn nếu mà chúng ta chỉ săn số khung đẹp mà số máy không đẹp hoặc là số máy đẹp với số khung đẹp thì giá trị của nó có thể nó thấp hơn vì một một số khung đẹp nhưng một số máy không đẹp thì nó cũng chưa có ý nghĩa trọn vẹn quý vị ha thì trọng tivi nghĩ rằng là mọi người nên sưu tầm từ bây giờ để cho có những chiếc xe chờ sẵn đến ngày có luật đấu giá biển số đẹp gắn qua nữa thì nó rất là trọn vẹn và giá trị của nó là giá trị liên thành. Sau clip này thì Thầy trọng TV sẽ đi kiếm những chiếc xe trên thị trường có số khung số máy đẹp trùng nhau quý vị ha. Thầy trọng TV sẽ cố gắng nhất có thể để đưa đến quý vị những chiếc xe những sản phẩm như vậy để quý vị nào có nhu cầu thật sự để sở hữu những chiếc xe có số khung số máy đẹp trùng nhau như vậy như là tứ quý, ngũ quý, sảnh tiến, tam hoa, vân vân để quý vị có thể chiêm ngưỡng cũng như là chọn lựa làm sao cho nó hợp với cái sở thích cũng như là túi tiền của mình để chờ đó đến ngày luật đấu giá biển số định danh đẹp được thông qua thì chúng ta gắn cái biển số đẹp đó qua chiếc xe có số khung số máy trùng nhau như vậy nữa thì quý vị có một con xe có giá trị liên thành ha à, quý vị ha rồi quý vị nhớ chờ đón một cái clip sau clip này để à, coi xem những chiếc xe mà thầy trọng tv giới thiệu đến quý vị có xu khung số máy trùng nhau đẹp như vậy á, nó à, đến từ đâu à, thương hiệu gì à, sản xuất năm bao nhiêu và à, nó có những cái gì à, đáng để quý vị có thể mua sở hữu sưu tầm hay quý vị ha một lần nữa chúc quý vị thật vui và thành công trong cuộc sống xin nhớ đón chờ video tiếp theo như quý vị thầy trọng sẽ tìm những con xe có số khung số máy cực đẹp để gửi đến quý vị nha xin chào hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha